Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Đẩy mạnh chế biến chuyên sâu là một giải pháp giúp nâng cao giá trị nông sản của Việt Nam, tăng sức cạnh tranh trên nhiều thị trường lớn. ~2.7 triệu là số lượt khách quốc tế đã tới Việt Nam trong 3 tháng đầu năm, gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái, báo hiệu một năm khởi sắc cho ngành du lịch. Cô giáo 70 tuổi dành gần 10 năm tận tụy lên lớp dạy con chữ cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng thương cái hoàn cảnh của các em nó nghèo, vừa nghèo mà vừa không biết chữ nữa thì rất là tội nghiệp. Cho nên đó cô duy trì cái lớp học này luôn tới giờ á. Và sau đây là thông tin chi tiết. Từ hôm nay, ngày 3 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ điều chỉnh giảm từ 0,3 đến 0,5% một năm các mức lãi suất. Cụ thể, giảm 0,5% một năm đối với lãi suất tái cấp vốn, giảm 0,5% một năm lãi suất tối đa tiền gửi bằng Việt Nam đồng không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 6 tháng, giảm 0,5% một năm trần lãi suất cho vay ngắn hạn Việt Nam đồng đối với lĩnh vực ưu tiên, giảm 0,3% một năm lãi suất đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại Ngân hàng Nhà nước. Việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong tuần qua, lượng hàng hóa, nhất là nông sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đã tăng mạnh trở lại sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Để đáp ứng yêu cầu thông quan nhanh cho hàng hóa, Hải quan Trung Quốc đã nhất trí kéo dài thời gian thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Lạng Sơn thêm 1 giờ so với bình thường, tức là kéo dài tới 19 giờ hàng ngày. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, các lực lượng chức năng đã kéo dài thời gian làm việc đến 22 giờ 30. Phía Trung Quốc cũng đã tăng thời gian thông quan 1 giờ so với trước đó, tức là đến 19 giờ hàng ngày. Đây là một trong những giải pháp hàng đầu để giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu của Lạng Sơn hiện nay. Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cũng cùng với các lực lượng chức năng trên cửa khẩu trong thời gian vừa qua cũng đã làm thêm giờ vào buổi tối để đảm bảo rằng là tránh cái tình trạng ách tắc hàng xuất khẩu cũng như là nhập khẩu trong khu vực cửa khẩu. 100% các cái lô hàng nhập khẩu và xuất khẩu đi qua cửa khẩu Hữu Nghị nếu đã hoàn thành các thủ tục hải quan theo quy định thì đều được xuất khẩu và nhập khẩu trong ngày. Cơ quan chức năng hai nước cũng đã thống nhất phân luồng xe không có hàng di chuyển tách biệt với luồng vận chuyển hàng hóa. Hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu nhờ thế cũng thông thoáng hơn. Tôi lên trên này từ mùng 1 tháng 4, xe tôi chở sầu riêng nên đây hôm nay mùng 2 tháng 4 tôi đã được chuẩn bị thông quan. Tôi thấy ở trên này rất nhiều xe mà giao thông nhanh này tôi thấy rất vui. Tôi chở hoa quả từ sáng nay bây giờ đã được xuất đánh xe sang Trung Quốc giả hàng thì tôi rất phấn khởi và vui vẻ. Việc lưu thông xuất nhập khẩu hàng hóa được cải thiện, mở cửa cho các loại nông sản, trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc trong thời gian sớm nhất. Theo ước tính, sản lượng rau quả Việt Nam hàng năm đạt 31 triệu tấn, nhưng tỷ lệ chế biến chuyên sâu chỉ đạt khoảng 12-17%. Tức là mới chỉ đáp ứng khoảng 8-10% sản lượng hàng năm. Điều này một mặt khiến giá trị nông sản không được gia tăng, mặt khác người dân có nguy cơ chịu thiệt hại kinh tế lớn do lượng rau quả hư hỏng sau thu hoạch hay hư hỏng khi vận chuyển đến nơi tiêu thụ, thậm chí giảm sức cạnh tranh trên nhiều thị trường lớn. Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam mới có khoảng 150 cơ sở doanh nghiệp có nhà máy chế biến hiện đại, đầu tư mới. Công suất thiết kế 1 triệu tấn nguyên liệu một năm, chiếm khoảng hơn 10% trong số nguyên liệu Việt Nam sản xuất hàng năm. Còn lại hơn 7.500 cơ sở chế biến nhỏ lẻ của hộ gia đình hoặc các doanh nghiệp nhỏ mới chỉ làm công tác sơ chế, bảo quản sau quy hoạch. Do đó, lượng rau củ quả bị hao hụt sau thu hoạch thường chiếm từ 30-40%. Ví dụ như tôi nói một cái hiện nay là vừa rồi là cái cam của mình là xuống giá quá. Rồi thứ hai là không bán được. Và lý do là mình không có cái công nghệ chế biến nước cam, rồi thành bột cam như các nước. Theo các chuyên gia, công nghệ chế biến chuyên sâu còn hạn chế là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam
chủ yếu vẫn là xuất khẩu tươi, xuất khẩu thô, nên dù cho có những mặt hàng có sản lượng xuất khẩu cao nhưng lại thua thiệt so với các nước trên thế giới. Ví dụ đơn giản nhất, hàng xuất khẩu gạo gì, chúng ta đứng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba trên thế giới. Nhưng mà chúng ta có thể như những năm gần đây nhất chúng ta xuất có thể là 6-7 triệu tấn rồi. Nhưng mà so với giá trị thu nhập thì vẫn thấp hơn các nước. Cũng theo các chuyên gia, mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phát triển ngành chế biến hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được các nhu cầu và quy định của các thị trường tiêu thụ để Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản và đứng top 10 các nước hàng đầu của thế giới. Việt Nam cần phải tổ chức sản xuất bằng việc liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, trong đó hình thành một số tập đoàn, doanh nghiệp chế biến nông sản hiện đại, có tiềm lực kinh tế và trình độ quản lý ngang tầm thế giới. Bởi thực tế, muốn đẩy mạnh chế biến thì phải có những doanh nghiệp nông nghiệp lớn làm đầu tàu, dẫn dắt, liên kết sản xuất và tiêu thụ. Vâng, mục tiêu của Việt Nam là trở thành trung tâm chế biến nông sản. Muốn vậy, ở từng địa phương, từng khu vực, người dân và doanh nghiệp phải thay đổi thói quen chỉ sản xuất những gì mình có sang sản xuất theo nhu cầu thị trường. Ví dụ như là ở tỉnh Đồng Nai, đây là thủ phủ chăn nuôi của cả nước, cũng như phát triển được các vùng chuyên canh cây trồng với quy mô lớn. Tận dụng lợi thế này, Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến chuyên sâu để nâng cao giá trị nông sản, đẩy mạnh xuất khẩu, cũng như tránh được tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Từ chăn nuôi, giết mổ đến chế biến chuyên sâu khép kín đã đưa các mặt hàng như chả lụa, chả giò, xúc xích, lạp xưởng của công ty này có mặt ở các thị trường trong nước, đưa doanh thu của doanh nghiệp tăng trưởng rất ấn tượng. Mỗi năm, doanh thu của doanh nghiệp tăng hàng ngàn tỷ đồng. Từ một cái chuỗi khép kín như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái nguồn nguyên liệu từ đầu vào đến đầu ra, nghĩa là không ảnh hưởng từ thị trường nhiều. Mục tiêu cho năm 2023 thì công ty cũng đề ra cái chiến lược xuất khẩu ra châu Âu và châu Á. Với việc sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ để chế biến các sản phẩm từ trái cây như thạch dừa, nhà đàm, táo sấy đã giúp doanh nghiệp đưa giá trị sản phẩm tăng lên từ 5 đến 10 lần. Đặc biệt là các mặt hàng này không chỉ có mặt ở thị trường trong nước mà còn vươn ra 19 nước trên thế giới. Thì với cái việc mà gia tăng cái giá trị của sản phẩm từ 5 cho đến 10 lần như thế thì cái việc chế biến chuyên sâu giúp cho đầu tiên là nhà máy sẽ có cái cơ hội để gia tăng chất lượng từ việc bán được giá cao, thì quy trình sản xuất sẽ nghiêm ngặt, rồi thì có thể nó bao tiêu được cái đầu vào với cái nguồn chất lượng tốt nhất. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có 141 doanh nghiệp chế biến nông sản và 63 cơ sở giết mổ chế biến các sản phẩm chăn nuôi. Các sản phẩm chủ lực được đưa vào chế biến chuyên sâu chủ yếu là cà phê, điều, hồ tiêu, các loại cây ăn quả và hai sản phẩm chăn nuôi là heo và gà. Từ cái chế biến sâu này cũng tạo thêm nhiều cái mặt hàng sản phẩm mới và tìm hiểu được các cái doanh nghiệp hoặc cũng như các cái bạn hàng mới, rồi nhiều cái nhu cầu mới trong cái nền sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới. Tập trung chế biến chuyên sâu không chỉ giúp cho sản phẩm tiện lợi trong quá trình sử dụng và tiêu dùng, mà quan trọng nhất là các sản phẩm không bị tác động bởi thị trường, được mùa mất giá, được giá mất mùa, mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, cạnh tranh các sản phẩm cùng loại ở thị trường quốc tế. Dự án phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ đang góp phần giúp người nông dân có thể tăng xuất khẩu sản phẩm nghêu từ 38 đến 40%. Như tại Bến Tre, con nghêu từ chỗ chỉ bán được ở trong nước, nay nhờ có chứng chỉ quốc tế nên đã được xuất khẩu. Từ chỗ khai thác thủy sản từ thiên nhiên theo hình thức lộc trời, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tự nhiên sẵn có, thì 5 năm trở lại đây, ông Hoàng đã mạnh dạn góp vốn vào chuỗi nuôi thả nghêu cùng 650 thành viên. Dự án phát triển bền vững chuỗi giá trị nghêu đã giúp giảm chi phí khai thác, thu nhập từ đó cũng tăng cao gấp 10 lần so với đánh bắt từ tự nhiên. Ít đi tập quấn thì mình nuôi bằng cái cách là nhỏ lẻ. Hồi trước một hecta là mình thả 5 tấn, nhưng mà giờ mình có kỹ thuật áp dụng vô mình thả được 10 tấn, cũng như là 20 triệu lại được 40 triệu. Ecofit với của tổ chức Farm thì xuống cũng hỗ trợ cho hợp tác xã. Cái thứ nhất là đào tạo cho cán bộ hợp tác xã về cái cách quản trị hợp tác xã. Bên cạnh đó thì nhà máy cũng xuống trực tiếp với hợp tác xã kiểm tra cái quy trình làm của hợp tác xã. Bên nhà máy cũng đã thống nhất và đồng ý là ký hợp đồng trực tiếp mua sản phẩm của hợp tác xã. Điểm yếu nhất của nông dân là thu hoạch,
còn nghêu còn cát bên trong nên không bán được giá cao, bị thương lái ép giá. Đây là máy làm sạch cát trong nghêu. Sử dụng công nghệ mới này, con nghêu đã được nhà máy bao tiêu. Trước đây thì nhà máy làm hết. Nhưng mà nếu mà so với cái cách mà làm sạch ở tại ngư trường, ở tại cái hợp tác xã, thì nó có cái lợi, làm ở dưới hợp tác xã nó lợi hơn ở chỗ là gì? Cái chi phí nó giảm. Và tất cả các khách hàng của tôi ở châu Âu và ở Mỹ chẳng hạn, thì người ta rất là happy về cái mô hình chuỗi này. Và giải quyết chúng những vấn đề của chuỗi giá trị và đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của các tác nhân trong chuỗi. Tiếp đến là cái sự chuyên nghiệp, sự có trách nhiệm cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ của các đối tác tham gia thực hiện dự án. Các cái đối tác trong dự án đã gắn kết với nhau rất là tốt và cũng như tạo ra được những sự phối hợp rất hiệu quả. Việc thay đổi quy trình đã tạo ra một chuỗi giá trị cho con nghêu phát triển bền vững. Nông dân không bị phụ thuộc vào thương lái trong tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp kiểm soát được sản lượng để hoạch định kế hoạch xuất khẩu với đối tác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao sản lượng xuất khẩu và giá trị thương mại trong thời gian tới. Và sau đây sẽ là phần điểm những thông tin đáng chú ý của các trang báo quốc tế về Việt Nam trong 24 giờ qua. Nhật báo Quảng Tây của Trung Quốc đăng tin Quảng Tây xây dựng điểm dừng đầu tiên cho dòng vốn và doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Trung Quốc. Việt Nam là một trong những thị trường chính để doanh nghiệp Quảng Tây vươn ra toàn cầu, là quốc gia mà doanh nghiệp Quảng Tây thành lập doanh nghiệp, văn phòng ở nước ngoài nhiều nhất. Các doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư chủ yếu liên quan đến nông lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi, khai khoáng, chế tạo và các lĩnh vực khác và các ngành khác lĩnh vực. Bài báo cũng cho biết Việt Nam đã thành lập tổng cộng 55 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Quảng Tây với số vốn đầu tư đăng ký là 118 triệu đô la Mỹ. Sau khi RCEP có hiệu lực, sầu riêng tươi Việt Nam lần đầu tiên được nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Nam Ninh, Trung Quốc. Đây là nhan đề bài viết được đăng trên báo điện tử Nhân dân của Trung Quốc. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, một chuyến bay chở hàng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam mang theo 500 kg sầu riêng tươi đã hạ cánh thuận lợi tại sân bay quốc tế Ngô Phù, Nam Ninh. Vì các lô sầu riêng Việt Nam là sầu riêng chín trên cây chất lượng cao nên có yêu cầu rất cao về tính kịp thời của quá trình vận chuyển, sự đảm bảo thông quan nhanh chóng của hải quan sân bay. Việc bổ sung thêm sầu riêng nhập khẩu của Việt Nam sẽ làm tăng thêm quy mô và nhu cầu trái cây nhập khẩu tại sân bay, đồng thời tạo thêm động lực mới cho quá trình chuyển đổi, nâng cấp kinh tế và phát triển chất lượng cao của Nam Ninh. Trang thông tin điện tử Vietjo của Nhật Bản đưa tin, ngày 31 tháng 3, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao đổi thỏa thuận về kế hoạch học bổng đào tạo nhân lực với khoản viện trợ không hoàn lại lên tới 676 triệu yên. Theo kế hoạch này, Việt Nam sẽ cử tối đa 50 cán bộ trẻ có tiềm năng lãnh đạo đi học tập tại Nhật Bản theo bậc cao học. Lực lượng cán bộ trẻ này sau khi được đào tạo sẽ góp phần giải quyết các vấn đề ở nhiều lĩnh vực, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước cũng như xây dựng mạng lưới nhân lực chất lượng cao. 10 năm sau khi đến, Starbucks vẫn uống cốc ở Việt Nam là nhan đề bài viết đăng trên trang điện tử Courrier International của Pháp. Báo này dẫn bài viết từ báo Nikkei Asia của Nhật Bản cho biết, mặc dù là thị trường cà phê lớn nhất Đông Nam Á tính theo giá trị, nhưng tại Việt Nam, số lượng cửa hàng Starbucks rất thấp, có chưa đến một cửa hàng Starbucks trên 1 triệu dân. Tình trạng này có thể được giải thích bởi nền văn hóa cà phê mạnh mẽ đặc trưng của Việt Nam. Vì thế, Starbucks hay bất kỳ chuỗi cà phê quốc tế nào khác sẽ chiếm được bao nhiêu thị phần trong thị trường cà phê Việt Nam đến nay vẫn còn là một câu hỏi. Trong phần tiếp theo của bản tin, người dân có thể làm thủ tục hành chính, kiến nghị với chính quyền thông qua mạng xã hội, một trong nhiều tiện ích của chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng. Cô giáo 70 tuổi dành gần 10 năm tận tụy lên lớp dạy con chữ cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý, nhờ ứng dụng công nghệ, phần mềm riêng biệt ở thành phố Hồ Chí Minh mà tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai đã giảm 3 lần. Trước đây tỷ lệ này là khoảng 3%, nay chỉ còn 0,22. Là một trong những địa phương có số lượng hồ sơ liên quan đến đất đai nhiều nhất cả nước, từ tháng 10 năm ngoái, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã đưa vào hoạt động thí điểm phần mềm riêng biệt này.
Nhờ đó, hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được các sở giải quyết liên thông nhanh chóng hơn trước, nên trong quý 1 có 1.400 tỷ đồng từ thế chấp mua bán quyền sử dụng đất đã được thu cho ngân sách nhà thành phố, còn các doanh nghiệp đã thế chấp giải ngân được khoảng 138.000 tỷ đồng để đưa vào sản xuất kinh doanh. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà người dân ở Đà Nẵng cũng đang được tận hưởng những tiện ích của chính quyền điện tử hiện đang được triển khai tại thành phố này. Với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể truy cập vào một trang điện tử của một phường trên nền tảng mạng xã hội để làm một số thủ tục hành chính hoặc để trao đổi thông tin, kiến nghị với chính quyền. An Khê là một trong những phường đầu tiên của Đà Nẵng xây dựng điểm chính quyền đô thị thân thiện với nhân dân. Từ tháng 7 năm 2022, phường An Khê ra mắt ứng dụng Zalo trong cải cách hành chính. Người dân được hướng dẫn ngay tại nhà. Hồi trước chưa biết được cái việc này là thấy rất bỡ ngỡ. Nhưng mà bây giờ là cái thông tin này tiếp cận đến là tôi thấy là rất thuận tiện. Trong quá trình thực hiện cái giao dịch với phường thì cũng có những cái góp ý để cho chính quyền phường khắc phục những cái hạn chế nhất định trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ để ngày càng tốt hơn, phục vụ tốt hơn yêu cầu của công dân. Hiện Đà Nẵng có 2.500 tổ công nghệ số cộng đồng với 14.000 thành viên, trong đó nòng cốt là đoàn viên thanh niên và nhân viên doanh nghiệp công nghệ số, sẽ đi từng nhà, hướng dẫn từng người dân tạo lập tài khoản công dân số. Qua cái chuyển đổi số thì người dân sử dụng dịch vụ thuận lợi hơn nhiều, và qua đó thì người dân cũng có cái niềm tin đối với chính quyền và cũng biết rõ được các quy định, người dân ủng hộ các chủ trương chính sách của thành phố. Nếu như hướng tới mục tiêu là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tức là người dân thực sự nộp hồ sơ được từ nhà, cán bộ công chức thực sự xử lý được hồ sơ trực tuyến trên mạng và cuối cùng trả kết quả qua mạng, thì cái đấy là cái mục tiêu chúng ta vẫn còn rất nhiều cái việc phải làm. Năm 2022, thành phố Đà Nẵng được vinh danh ở hạng mục cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với nền tảng công dân số. Hiện nay nền tảng đã có hơn 240.000 tài khoản hồ sơ của người dân. Việc hình thành nền tảng công dân số là một trong những giải pháp để thúc đẩy quá trình tham gia của người dân vào hình thành xã hội số. Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, cơ bản mỗi công dân Đà Nẵng có tài khoản công dân số và sử dụng trong dịch vụ công và các giao dịch giao tiếp. Chuyển sang những thông tin khác, 2,7 triệu lượt khách quốc tế đã tới Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay, gấp gần 30 lần cùng kỳ năm ngoái và tương đương 1/3 mục tiêu của cả năm. Con số này được dự báo sẽ còn tăng mạnh khi Trung Quốc đã mở cửa cho khách đoàn sang Việt Nam. Với mức tăng trưởng vượt trội của khu vực dịch vụ lên đến gần 6,8% trong cả quý 1, đà phục hồi đang ngày càng tăng, đưa hoạt động tại khu vực dịch vụ trở về ngang bằng với thời điểm trước dịch, rõ nét nhất là những chuyến bay. Sau chuyến bay đầu tiên chở hơn 100 khách Trung Quốc từ Bắc Kinh đến Hà Nội, hãng hàng không này tiếp tục mở lại và tăng tần suất mỗi đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Châu, Thượng Hải lên 4 chuyến một tuần. Đồng thời nối lại 3 đường bay từ Đà Nẵng đến thị trường tỷ dân. Chúng tôi sẽ mở lại các đường bay từ Đà Nẵng đi tới Thành Đô, từ Đà Nẵng đi tới Thượng Hải và Quảng Châu, cũng như là mở lại đường bay Hà Nội đi tới Thành Đô. Việc thị trường này chính thức mở tour cho khách đoàn sang Việt Nam từ 15 tháng 3 sẽ góp phần không nhỏ giúp đạt và vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Chúng ta rất là lạc quan khi thị trường Trung Quốc là thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam đã phục hồi, thì cái nhịp điệu phục hồi này sẽ rất là khả quan trong kế hoạch đón khách quốc tế của Việt Nam 2023 này. Các chuyên gia đánh giá, việc thu hút khách quốc tế là vô cùng quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch, bởi mức chi tiêu mà họ mang lại chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của ngành. Năm 2019, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 18 triệu lượt, bằng 21% số lượng khách nội địa, nhưng doanh thu chiếm gần 2/3 doanh thu của ngành du lịch. Các hãng hàng không đều có kế hoạch tăng tải, tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Cụ thể, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco tăng tải trên 8 đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc. Hãng hàng không Vietjet tăng 152 chuyến bay mỗi ngày đến Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Đồng Hới. Bamboo Airways dự kiến tăng 15% và cũng tập trung vào các điểm du lịch trên cả nước. Hiện nhiều chuyến bay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đã có tỷ lệ đặt vé cao,
dự báo lượng khách du lịch kỳ nghỉ lễ sắp tới tăng mạnh khi tổng số ngày nghỉ là 5 ngày. Lễ khai mạc Hội thi Hợp xướng Quốc tế Việt Nam lần thứ 7 Hội An 2023 đã diễn ra tối ngày 2 tháng 4 tại Di sản Thế giới Đô thị Cổ Hội An. Sau 3 năm ngắt quãng do đại dịch COVID-19, sự trở lại này có rất nhiều điểm mới mẻ hấp dẫn. Hội thi Hợp xướng Quốc tế lần thứ 7 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 4 với sự tham gia của 18 đoàn hợp xướng đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Hội thi lần này sẽ có nhiều hoạt động phụ trợ do thành phố Hội An tổ chức, bao gồm lễ khai mạc, hoạt động trình diễn hợp xướng đường phố và nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật như trình diễn nghệ thuật Hội An sắc màu của lụa, tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ 20, trưng bày và bán các sản phẩm ô cốp, trưng bày sinh vật cảnh Hội An để phục vụ người dân và du khách. Thưa quý vị, trẻ em và cả người lớn cùng tham gia học chữ, thậm chí có nhà hai mẹ con cùng đi học chữ. Đây là câu chuyện tại một lớp học đặc biệt đã được tổ chức gần 10 năm qua ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và giáo viên cũng rất đặc biệt khi cô đã ngoài 70 tuổi, nhưng vì muốn dạy chữ miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nên cô vẫn đều đặn mỗi tuần đều lên lớp. Mỗi chiều thứ 3, thứ 4, thứ 5 hàng tuần, hai mẹ con chị Bích Tiên lại chở nhau đến trường tiểu học Bình Tiên để tham gia lớp học chữ của cô Nguyễn Thị Anh. Gia đình chị có hai vợ chồng và cậu con trai đang tuổi đi học, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, cả nhà phải cùng nhau lao động kiếm tiền mưu sinh, không có tiền đóng học. Vì thế, lớp học chữ miễn phí này đã hỗ trợ hai mẹ con rất nhiều. Thẳng lưng lên, không có cúi xuống quá. Em hồi đó như cha mẹ nghèo khổ á, rồi không cho con đi học á, cái không biết chữ, giờ cái lên đây mà cô có dạy nè, thấy cô có dạy, cái người ta chỉ đi đăng ký, rồi em xin vô học hai mẹ con luôn. Nguyễn Ngọc Như Nhung, cô bé 19 tuổi phải nghỉ học từ cấp 2, không chỉ vì hoàn cảnh khó khăn mà còn bởi nạn bạo lực học đường đã khiến em gặp phải tâm lý e sợ, không thể tới trường. Lớp học này vì thế không chỉ mang đến con chữ mà còn tạo môi trường học tập an toàn cho em. Có bạn bè chơi chung dễ thương, rồi cứ như hai như chị em vậy, cái chữ như vui, cứ như cho bạn vui hạnh phúc. Những học trò này ít khi bỏ lớp bởi cô Nguyễn Thị Anh năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng cũng chẳng bỏ buổi nào. Lớp học chữ miễn phí này do phường 5 quận 6 tổ chức nhằm phổ cập giáo dục. Cô dù tuổi cao nhưng đã chủ động nhận lớp. Tôi cũng thương cái hoàn cảnh của các em nó nghèo, vừa nghèo mà vừa không biết chữ nữa thì rất là tội nghiệp. Cho nên đó cô duy trì cái lớp học này luôn tới giờ á. Bé chân bé xíu đọc tiếp. Lớp học của cô Nguyễn Thị Anh mỗi tối vẫn sáng đèn bất kể là mưa hay là trời quang mây tạnh. Mang chữ đến cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho những người cần chữ. Đó là điều mà cô Nguyễn Thị Anh luôn mong muốn và đã thực hiện suốt 9 năm qua và sẽ còn nhiều năm sau nữa. Và sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các tỉnh thành ở Việt Nam cũng như một số nơi trên thế giới. Và bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay đến đây xin được phép khép lại. Để có thể theo dõi trực tuyến những nội dung của kênh VTV4, quý vị có thể truy cập website đang hiển thị trên màn hình hoặc tải ứng dụng VTV Go có trong kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.